Đây hả? Đi thẳng qua đường này hả? Đến cái xe của mình đúng không? Rồi. Chưa thấy xe đâu cả. Nhìn má nổi hết cả da gà cái đám giom này rồi, xong nó bu kính xe. Ok, đúng rồi. Đó, mình sẽ vào được match ride luôn. Đi thôi. Còn có giom. 4 giờ sáng rồi, trời cũng sắp sáng rồi. Có giom rồi, giom đông lắm. Vô cái này vô vùng ngoại ô rồi. Giom đông. Nên là máy nó cũng hơi hơi lắc lắc nè. Giom đông lắm. Giom được thì đâu. Vậy sao đây? Giờ vòng vòng lên vòng xuống chứ. Bây giờ vòng xuống đi. Xe cảnh sát chặn luôn rồi. Đi trước dọc đường đi anh ơi. Trời ơi, đông quá. Ở ngoài ô mà đông vậy. Ờ. Thì chắc chắn cũng không có gì đâu. Tâm. Quá đông. Mà nghĩ đường này sai rồi. Ờ. Kệ nó, đi vòng một sang bên phải nè. Chợ sợ đường cục á. Ôi giời ơi. Quay đầu xe. Ôi giời, quay đây. Á, chặt đi. Vô, phải lấy ra rồi. Mắt ra chào đón trên thật là nồng nhiệt. Các bạn ra đến tận mẹ bìa ngoài thành phố để chào mừng mình luôn. Anh đi lên trên luôn hả? Hả? Quẹo lại đó, quẹo. Đấy là đi tiếp lên trên đúng không? Thôi, nhưng mình đi ra thành phố rồi. Lúc này tôi ra thành phố rồi. Giờ sau đây vòng đầu lại đúng không? Quẹo xe đi. Vòng cho nên trước khi em chồng nó xử lý mình. Đâu? Có đặt túi lớn không? Mình đang cầm túi lớn. Em còn chưa có được cái túi 2 kg bắc kìa. Úi giời ơi. Chết trên tông này thì xe của trên nó nát trước khi vào được thành phố. Dòng đông quá. Mà đồ nghĩa. Trời ơi. Đi được khác rồi. À. Đồng dưới đi. Phải được tùm một điểm. Rồi xong xe Y đi rồi. Đi đâu? Không chơi rồi, luôn kia được chưa? Rồi, đang tới. Lớn có hàng rào. Mẹ hư hết đèn xe rồi chết rồi anh ơi. Sáng rồi đó, 5 giờ rồi cũng sáng sáng rồi đó. Sao mà đông dữ vậy? Ừ. Giờ đủ mát cũng đoàn. Chết rồi, bây giờ Trinh cảm thấy là đầu xe của Trinh không còn điều khiển được nữa rồi. Quay lại không? Quay lại xử được nó hả? Không, bây giờ chạy đấy chứ được đi thẳng cái này đông quá. Mày, chạy thì chạy về phía này chứ bây giờ quay lại là ổn lằn anh nè. Rồi ok rồi đó. Qua đây nó vắng vắng bớt rồi nè. Đông, dễ sợ đông. Vắng ư? Dạ hay vắng cũng luôn á. Từ từ. Hay vắng bớt mà. Đông mê là. Giờ sao đây? Em không kiếm được chỗ nào để gọi là có thể dừng lại được luôn á. Khó chứ người ta. Đây này, khu này có vẻ vắng vắng này, nhưng mà cũng khá là đông. Dạ hay vắng chỗ nào luôn á. Ôi dù đụng mát. Không, hay vắng Trinh sai rồi, Trinh sẽ rút lại lời nói. Thẳng qua luôn lẹ đi. Khi mà lại chặn đường. Đông cứ vậy. Đồng quá đồng. Ôi giời anh ơi, để trái nè. Ôi giời ơi, sao mà nó đông dữ vậy nè. Giờ dừng lại đâu đây? Chạy ở cái nhà nào em toàn á. Qua đây má, đúng là hội mặt ti, festival, các kiểu. Giờ sao đây? Sao định chia xe vậy? Chia xe đi đâu? Bây giờ để phải, để trái, để thẳng. Đi rồi đi. Thẳng nha. Ừ, thẳng đi. Đồng quá. Trời ơi. Ôi giời ơi. Thôi. Cái gì vậy? Sao cái xe nó trồi lên vậy? Cái xe nó nằm ở đó mà trồi đâu? Thôi em mới vừa thấy nó trồi lên. Thôi quẹo trái đi, chúng ta nên rời khỏi thành phố này thôi. Sao thành phố này kinh khủng vậy? Tại đường số đông quá. Máy lắc cả máy luôn á. Chạy ai chạy trước chạy. Nó lạc, dễ sợ lạc đó, lạc. Chết rồi anh ơi, chết rồi. Cố lên trên ơi. Bây giờ em Anh ơi, em chết rồi. Sao chết? Em không ra được nữa rồi. Rồi xong rồi. Thế em, xe của em chết máy rồi. Bây giờ em chạy ra ngoài và new character. Trời ơi, xe đó là biết bao nhiêu thứ luôn á. Quá, xe tông trúng nhiều cây quá, trời ơi. Xong một phản xe luôn. Bye.
Xe đó là có súng có đạn á. Ừ thì sao mất xe được, anh phải cứu vớt cái xe. Cứu được gì á, em đang chạy vô cái đường mà mẹ dân cư không bỏ bạn. Giờ phải làm sao đây? Có vụ mọi người ơi, trên người Trinh còn cái lông sóc nữa đó. Đó, đều thấy là nó cầm đi. Trên người Trinh còn một cái lông sóc đó, tốc độ rất là hiếm đó. Nếu mà dòng gì nữa không? Sao? Tại trên xe đó nó có nước, giờ không có nước là uống. Giờ kiếm nhà nào đó vô tạm thôi chứ sao? Dạ. Ừ. Ờ, hả sao hồi nãy em không telebọt qua anh nhờ? Nó đang chạy cũng gì. Nhưng mà em nghĩ là đang, anh đang ở trên xe cũng không telebọt được. Ừ. Ờ, dòng tới rồi. Ờ, vậy hãy xuống đi. Em cứ chạy đi, em vừa chạy vừa phim coi đến đây. Phim coi như thế nào? Học quy. Quy. Thì bọn kia là phim, chứ đến đây phim. Má coi kiệt rồi anh ơi. À không. Kiệt đâu? Tại do em biết thôi. Kiệt. Nhưng bọn kia là phim, đến ngày nay phim chạy quân. Ồ, đây có cái xe cũng mới nè. Không phải xe nào cũng có xăng. Đây là đi thẳng qua đường này hả? Đúng rồi. Đến cái xe của mình đúng không? Rồi. Chưa thấy xe đâu cả. Má nhìn, má nổ hết cả da gà cái đám dông này rồi xong nó bu kính xe. Đấy đi bò. Đấy bò không chạy lẹ nữa chứ, đứng làm gì vậy? Mẹ, mày tắt cái bảng kia đi chứ. Cho, tới rồi. Nhiều phía. Thì nó sổ ra nhiều vậy. Tập vào xe này bắt đầu học 3 rồi. Thế ạ? Không ạ. Hồi nãy em để cái xe màu đỏ đó hơi gần xe mình. Xe nào? Cái xe em mới vừa đi á, khá gần xe mình. Cái xe em tung á hả? À, không, cái xe mà hồi nãy em mới lấy đó. Ờ, hơi gần xe mình là từ đâu? À, cách đó khoảng 2 mét. Là ngay đây luôn hả? Không, hồi, xe mình là xe hồng ấy kìa. Bà này để không qua luôn. Anh ở đâu á? Chưa, mẹ cái hướng nó khó quá à. Hướng đó nó không có canh được. Hướng mà mặt mình nó hút xuống dưới này. Đánh là người ta phải đánh từ dưới lên trên. Ai đánh từ trên xuống dưới đâu. Thôi. Hiểu không? Anh thấy là mấy đội LCK với lại LPL, người ta đổi xanh người ta đánh lên người ta mới thắng được không? Thế là nào? Nó mất bao nhiêu điểm skill, calorie là ở cái xe ambulance này ngon nè. Chỉ có xe đâu mà ambulance chạy lên. Là vừa bị ông bắt xe được. Có cái bác. Xe nó tới, dòng nó tới. Giờ bị xử tức còn một cái này. Cái gì nữa? Luyện luôn, luyện skill luôn. Thế sao mà chịu nổi, xì em chẳng yêu. Có thằng nó lao đánh em hả anh à? Dạ. Là hai túi ngon gì? Thì ở trên xe đó. Xe có hai túi ngon ghê vậy? Có, túi cứu hộ nè, cứu hộ cứu nạn. Anh ơi, phía sau, phía sau. Không, mày không đánh tao, mày đánh anh tao. Cái xe tải gì vậy? Trời ơi. Đi bộ họ xong đi xe đi cho má ơi, em muốn kẹt tiếp. Đâu phải cứt. Xe tải này em thấy rồi, xa lắm. Xa mà mình, em đoán không mình phải đánh khoảng 300 con dao mới tới được xe của mình đấy. Trường kỳ kháng chiến đấy. Mà cũng không thể chạy chết cái gì quá. Phải đi. Này em lái xe và em rợn hết cả người lên mà. Đưa nó lái một cái là má không. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Mình xin lỗi, mình xin lỗi được chưa? Đúng rồi, Trinh với lại đây là anh bạn tri kỷ của Trinh ở đằng sau nhiều lắm nha. Đây là mình bọn mình không có dùng Discord. Chạy. Bên kia nữa kìa anh. Trinh bọn Trinh không có xài Discord tại vì sẽ bị vang. Nhưng mà như vậy thì tiếng của người kia sẽ hơi nhỏ một xíu. Đúng đâu. Súng hả? Bắn đi, bắn cho tụi nó khiếp sợ nào. Đạn là chơi tụi này đâu. À
anh ơi, chạy. Chạy này. Chạy. Tranh thủ gọi cho cái đầu đó. Tranh thủ á. Thôi em nhìn em không dám, đánh hướng nó thôi lại đánh hướng từ trên xuống dưới. Không có sự lựa chọn khác đâu. Quá mệt. Bệnh của anh lên lại lông sọc lên ba chưa? Ai biết, mày mèo kính rồi. Cẩn thận, em thấy nó quẹp anh rồi đó. Mẹ dầu. Đã. Nhìn đàn đàn vậy em. Anh tự dạng cách xã hội để nó ra chứ. Xã hội à? Nó là một cái xã hội đấy, mình là cái ngoài khác thôi. Đi. Anh bị cắn hả? Không. Liều lĩnh. Đói vậy á. Em căng thẳng và chịu thuốc rồi. Đau chạy rồi. Sợ nhiều dữ vậy. Sợ gì vậy. Em có beta block này nhưng mà giờ chắc không uống được nữa đâu. Ơi chạy. Đánh hộp. Lộ chân. Cho miếng, cho miếng. Uống beta block con. Đâu. Nè, em thải một cái ra nè. Có con trong nhà đang đổi cái rắn màu xanh. Hai tầng luôn. Có nghĩa địa nè anh. Ôi dồi ôi. À. Phải không? Ở phía trước khoảng tầm chắc khoảng 50 con nhờ. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Gọi là trường kỳ kháng chiến rồi. Anh đánh nha em phải canh. Có đám một đám bên trong rừng ra nữa này. Lùi lại xíu đi, cho nó dùng. Có nguyên nguyên đám phía sau chờ mình kìa anh ơi. Kìa, đừng có lùi quá nữa, lùi nữa là tới nó đấy. Ê chết mẹ, em bị cắn rồi. Biết tình luôn rồi. Không, anh có biết là biết tình nó có lợi thế một cái là mình sẽ không sợ chết nữa không? Em có thể gọi là giúp anh clear đám này mà không còn sợ chết nữa. Đúng không? Ôi da, lại cắn tiếp rồi. Em tẩy yếu đó nha. Chẳng có tẩy gì. Ừ, tay phải. Hai vết biết tình luôn. Em đang phải dùng cái uống thuốc giảm đau đã. Chú chạy đến một cái thành phố này chưa đầy một ngày mà hai mẹ đã ra đi rồi. Đi kính hả mày? Tóc ngắn hả mày? Mặt mày hả mày? Ôi giời ơi. Ráng mà chạy lên phía trước. Lấy lại cái con xe, đã lấy con xe. Anh đâu rồi? Đi... người ta là nhắm mắt cuối cùng phía trước thôi. Tiến lên phía trước. Quá rồi. Mấy ngày em dọn không có đáp do mày không á, để bắt đầu con xe á. Đông quá. Bạn có thể chiến đấu giỏi gì vậy ta. Ôi giời ơi. Nó lại biết tình em rồi. Đâu chứ? Kịp đánh dấu không á chứ. Nếu mà khoáng của mày nó đâu thôi. Má lại thế.
thêm một công nữa ra. Chạy giữa đường làm sao mà lại lua hết đi hết được đây. Mới rồi nói luôn nhau luôn á. Anh ơi, em sẽ đưa đây. Má, bà, rồng rồng rắn lên mây này đúng không? Có cây đúng không? Rồi. Làm mấy cái viên thuốc vô coi. Má làm viên thuốc cho nó chạy tỏa chết đấy. Đau quá, chết luôn. Người ta mới lọc rồi. Uống cây nó chở. Anh ấy bảo em nhỏ, có một thằng phía trước là đẹp. Đồ cha, đồ. Xé đồ của nó. Má xé của mẹ. Xé. Chở mà xé. Người em Dirty Bandit rồi. Đầu quá đầu. Đầu quá. Không xé thùng xin này. Đừng có hổng sợ nó coi. Đánh cho mạnh đâu. Má nó quay lại cái là nhìn thấy cái đá đông này nó lại hổng sợ. Má đéo hoảng mới lạ luôn á. Từ gì không bao giờ đã hoảng rồi. Quá hoảng. Má em infected luôn rồi. Thôi có gì đâu mà sợ nha. Ôi giời ơi. Không quá rồi đấy. Nó chọn có một cái à. À rồi đó. Thôi cho mày qua cái luộc cây này. Giảm bớt quá. Ăn cái vô cho khỏe coi. Rồi chiến đấu tiếp nè. Rồi chính ổn rồi nhá. Ổn rồi đấy. Chu cha. Hồi nãy có một thằng có cái lip bay. Để lúc nó ra để lấy gần vũ khí. Ok vẫn còn ổn đây. Ui giời ơi. Nó dùng đông á, dùng đông một cục á không dám mà gọi lại ấy á. Để em sẽ dùng một đám một ít ra cho anh. Đây một thằng. Bốn thằng rồi. Ui. Yêu ổn rồi, còn có nửa cây à. Có cái súng không? Có đạn không? Có súng không? Có đạn. Ôi giờ đâu ra nữa vậy? Trời ơi sao đông dữ vậy anh ơi? Đông lắm. Chết em. Anh không có hồi kết đâu mà. Em thấy hồi kết của tụi mình đó. Em thấy hồi kết của tụi mình đó. Anh đi qua đi lại giữa mấy xe nó sẽ gọi là giãn cách xã hội nữa đó. Sao mà đông dữ vậy? Chạy ngay đi trước khi cuối cùng xong. Xong gì? Xong mạng hả? Đám đông. Còn đám nữa nè. Đó, còn dù đất kia tới luôn á. À. Em không biết nha, em không biết ở trong đó còn nha. Ủa chết mẹ hết pen killer rồi. Cứu em đi anh. Em... Đông. Cái xe màu đỏ kia để mình dụ nó lấy ra cuối cùng nó chạy đến nào chạy đến chỗ xe của mình luôn. À. Không làm mất được. Bây giờ phải đập 4 phát thì nó mới ấy được. Quá là ổn quá. Ổn quá. Rồi. Mệt. À, nó hiện hình chiếc phổi luôn rồi. Mệt lắm rồi.
uống nước không? Vào nhà uống nước nè. Lô bất dông cho anh được không? Ok. Cái đẹp nhanh hơn á, cái tay của em nó bị thương dữ lắm rồi, đẹp không? Đẹp không có ý nghĩa gì luôn á. Cái lộn nhầm đánh tay không có ý nghĩa gì luôn á. Đạp thôi, nó phải nằm ở dưới mới đạp được chứ. Đó. Ôi. Em cái giày sao? Đẹp nhiều vậy hơn nha. Sao vậy? Đâu rồi? Đẹp khác. Ờ, đẹp khác kiểu tới. Nó tới, nó thấy vui quá, nó góp vui. Góp vui. Góp vui. Đông quá. Mấy hàng rào này mấy anh chị. Đẹp chu chị. Vào này các chị. Ui, giật cả mình. À, tuyệt vời chứ. Đồng phái trường. Ờ, giờ thì bên địch rồi. Đẩy xuống rồi thôi. Một con. Hai con. Ba con. Ôi. Ôi giời ơi, con. Lại đích tân rồi. Mà chiến đấu sợ đâu, giờ sợ mẹ nữa. Còn giờ là mất. Đúng rồi. Cho cắn khắp người. Cho cho mày cắn khắp người. Luôn. Rồi. Rồi. À. Cho miếng thuốc đi. Nè. Tối thu thì lùi không nhìn thấy mẹ luôn. Sao cái flashlight này lỏ vậy? Hết pin đúng không? Ờ, sao kỳ vậy? Mà nhanh hết vậy? Lát lại đây là hết pin rồi, anh ơi, hết rồi. Đông lắm. Kiếm một pin gắn vô. Không biết là nó đã để ở đâu ra mà lắm chứ cái con đường này mình đã clear rồi mà sao bây giờ nó lại la liên tục anh ơi. Cái xe nó kêu á. Anh đi anh dẫn nó ra đó. Rồi bây giờ em phải làm gì đây? Em đang gọi là khoảng tầm mười mấy hai chục con nó đang đuổi theo em đó. Đuổi nhà thờ nè. Nhà kho nè, anh đang mở nhà kho đi trong cái gì không? Mình xin vào một. Chạm cái gì? Có gì hết á. Đáng chưa? Nói nóng là em không đủ sức. Chắc chắn là em không thể nào mà đủ sức mà. Bây giờ bày cho. Sao? Bước hết đồ xuống. Em bây giờ là em có cái chai rượu á. Rượu sao? Rượu đó. Ê, bước cái hồn hùng quẹt xuống, quay nhiên xuống. Là tính mạng rồi đấy. Em bước gần cái xe của mình nha. À. Sao đít xe mình nha. Rồi, bước xuống. Trời tối thui thui lùi em không làm được kẹt như luôn á. Cái xe em mở có đèn mà. Đó, coi được xe có cái... Đây, xe đây rồi. Có pin gì không? Đằng sau em nhiều lắm nha, em đang kiếm một đoàn đàn tới, anh đừng có... Tiếp được chứ? Em anh đợi, anh chạy đến đây mà. Em thả rồi. Anh thấy chưa? Anh thấy đám đuổi theo em chưa? Má, em đi lại ngược lại cái con đường mà chúng ta đã clear rồi đấy, nhưng mà... Ôi giời ơi. Đúng. Chạy thẳng qua đó nó quay đừng quay lại. Ok đang đi đường vòng trong hình tròn ít nhất là phải cho em đi cái đường vòng để em còn gọi là đua được tụi nó chứ. Hãy hét thật thơ vào over here. Ôi trời ơi bật quy vào over here là sao okay. Là hãy đi luôn đi. Đi luôn đi á? Ừ, đi luôn đi thì sao giờ? Chứ lẽ không quay ngược lại cho nên phải lại không? Hãy đi hét luôn. Over here sao nó đi luôn. Đi thật xa vào. Sau đó rồi bỏ mẹ nó lấy mẹ nó. Con mẹ là ít nhất còn phải thả đồ xuống đấy chứ. Tụi đâu mất tiêu rồi. Con mẹ, thiệt quá. Đang được lắp đồ. Hai, chỉ biết lý do vì sao thì hãy tôi gửi lại coi tại sao phải ai cực khổ thế này. Trời đông lắm anh ơi. Thuốc này chứ phải thả thuốc xuống chứ. Rồi, em đang gọi là vừa đi vừa thả đồ đây. Rồi, xong, rồi, xong. Quá là mệt mỏi.
chết. Và trong khi đó thì Diêm chỉ còn ở phần nhúng là chắc còn là ai quẹt hết mẹ Diêm mà. Cái bài quậy này nó sẽ bền hết ra. Thôi được rồi. Rồi đây, tao đây. Thì xa chưa? Chưa xa lắm. Chưa xa lắm, đã chết rồi hả? Thì không, là tụi nó đâu có đuổi theo được em đâu. Cứ đi hét over đi là chắc chắn là nó sẽ dí thôi em đi. Không, đi. Rồi, nói chung mình cũng xa anh khá khá rồi. Ở đây có khoảng tầm 30 con thôi. Đông quá, đông. Ủa, giờ mình ở sâu ở đâu đây, con giống anh vậy? Nào vậy là chứ làm được. Ôi, em lại bị cắn rồi anh ơi. 4-5 con nó bô em, cũng bị mạng này đi rồi. À, biết bài rồi mày. Thôi, mạng này đi rồi nha. Tình chưa? Rồi, mẹ chảy máu bây giờ chạy hóa dòng luôn rồi, không không sống được luôn á. Má, tụi nó bu mà không chạy được luôn. Khổ quá. Sao mà khổ dữ vậy mình đây? Em kiểu như cảm giác lúc mà sống ở Riverside á, nó đang gọi là sung sướng. Em đang đứng cùng với 2, 4, 6 6 con nữa, tổng cộng là 7 con ở nhà này nha, nhà mà mình mới nghỉ nhà mà ngay. Ủa, thấy cái xe nhỏ của em rồi, má, đậu mà chưa tới xe cái chạy nữa. Hãy dọc đường đó rồi, thì chết đi. Nhưng cũng không biết là tại sao mà dòm nó ở đâu ra mà nó nhiều dữ, kiểu như là đánh không hết luôn á. Rõ ràng cái khu vực này mình clear, mình đánh vào clear ra. Thế mà nó cứ liên tục đi lùi, đi tới, đi lùi, vẫn là một đám rất là đông luôn. Hôm nay là ba mạng đã đổ xuống rồi đó. Không biết nói sao, đang sống ở bên Riverside yên bình, cuộc sống gọi là thảnh thơi, đầy đủ tiện nghi, đồ ăn, đồ uống, các kiểu đếm chịu. Thích đi phu lưu khám phá và ký kết. Yếu mà đây gió. Cái mạng đầu tiên là mạng của anh đấy. Còn mạng này là mạng thứ tư rồi. Đúng không? Mùi đông hết. Nhường anh cả đấy. Đông khoảng 50 con nữa. Thật ra cái mạng kia nếu mà bị cắn thì em cũng muốn giúp sức anh đó, nhưng mà nó bị chảy máu ở cổ, máu nó tục như tục quần mà vẫn còn đang bị một đám dí. Thôi là không cách nào cầm vết thương lại được, nên là phải hóa dòng. Nó buồn. Má cái này nó chì quá, đánh bây giờ mà không cầm. Sao anh không cầm machete? Machete là nó là nhựa hả? Blade á, nghĩa là chì. Long blade. Đúng rồi, machete là long blade đúng á. Thì nó không phải hợp với là sóc lên. Hay là bộ cái cùi nó là level 2 rồi thì bây giờ đi đánh bộ khí mẹ level 0 yếu đi à, hợp lý xíu. Mẹ đã đi tới quá lố rồi, không biết ngay mà 1, 2, 3. À, có Diêm rồi nè. Đâu? Đây nè, đây nè, đây nè. Giữa đường nè. Lui thật xa đời để trở về, lui thật xa đời trở về. Đi làm những phút mẹ thôi đó, để giờ luôn. Căng của mẹ thẳng tới giờ đó. Rồi, cũng nằm con. Rồi, ok. Rõi cái đầu. Đi, hút xong á, đánh chiếc con này. Ở phía sau có một con để em xử nha. Rồi. Thì anh thấy cái con của em đang đội nóng vàng cục mặt lên túi đỏ không? Đéo. Lùi tí thôi lấy được rồi. Hai túi nổi bật đó, em thích túi nổi bật cơ. Lo tới con xe của mình phía trước à. Mày nghe. Quá khổ sở. Sắp tới đích rồi.
chưa? Nhưng mà đây là cơ hội cho anh luyện à? Má, đây là cơ hội cho anh ta má luyện bắn sóc phạt đi. Không sao, anh thấy trong thành phố bao nhiêu con, anh muốn luyện bao nhiêu cũng được, quan trọng là đủ đạn hay không. Anh coi như là tiết kiệm được một, anh có cần xăng kìa. Coi như là tiết kiệm được một ít đạn đi cho quá trình gọi là khám phá thành phố tiếp theo của mình. Cuối cùng thì nhưng mà em cũng có công kiếm được cho anh cái ấy gì nữa. Cái gì cơ? Cái đấy, cái gì đó anh hút thuốc đó, cái gì mà cái gì yêu dấu của chúng ta là một đám ở phía trước nhà anh ơi, cẩn thận bị kế phun. Đúng là cái chó này đã lấy mất mẹ cái gì thoát xe rồi. Nó đang nằm bị ở chèn ở dưới bên phải này, không sao đâu. Con dao của em đang gọi là ngắt ngoại ở bên phải xe á, không sao, nó không có di chuyển đi chưa. Thầy bước thì mày đấy. Ừ, đúng rồi, trong cái bữa trong cái mày, ok. Cái bữa cái mày, ba con đang đi tới. Em đâu có lúc chỉ có xe đâu anh. Xe không có chỉ có xe. Tụi già đông nhang, đông nhang. Nhà cũng đông mới. Hưởng sổ giờ. Đấy. Đấy em. Rồi bên thấp này. Có chìa khóa kìa. Một con đi tới. Ôi một đàn luôn anh ơi, lui. Đồng rắn của mày đó. Mà không nên đi qua phía bên phải nhiều quá, tại vì nó sẽ một cái đám mà 20 con kìa. Đi lẹ lên. Anh ngăn em. Đang đi. Một cái lại thấy nó sát rạc luôn rồi. Nó chết đúng không? Ừ. Anh đừng cho, kịp hết. Ghê thật. Cả cánh rừng bên kia nó đi theo anh luôn. Rồi đó. Chạy qua đó mình lút. Có đường máu rồi. Chạy qua đó nha. Đâu quá. Chỉ vì cái lông chôn thôi đó hả? À, ở đây rồi, xác đây rồi. Go well the max. Giờ lái cái xe kia đi. Xe nào? Lái xe màu đỏ đi chứ gì. Còn xe kia mình nó chết máy. Chạy từ trước chết máy đấy. Đâu mà đi ra khỏi cái thành phố này nè, rồi sửa xe rồi tính sau. Cái là xe này hả? Đi qua xe màu đỏ đi kìa. Còn anh lái xe đó hả? Ờ. Anh tốt với em vậy. Đến cái cột đèn. Giờ đi đâu? Giờ đi đâu? Quay đầu xe mình đi ra khỏi thành phố. Ra khỏi thành phố. Ra khỏi thành phố này thôi. Không không ở thành phố này nữa hả? Ra thành phố này sửa xe cái đã, chưa sửa xe. Đó, nó chết máy rồi nè. Em sẽ đi chậm thôi. Safety first. Ờ đúng rồi, đi chậm thì chết á. Chạy qua lại rồi. Không phải trước. Chạy qua đâu đây? Đi chạy thẳng con đường này thôi. Mấy hồi để mình clear đạn này rồi mà ta. Chậm đi ra cái hồ mà anh đông. Đi ra khỏi con đường này nha. Đi con đường rẽ phải đấy hả? Vậy đường cong cong bự bự đó. À, thì đó. Sau đó để trái. Rồi. Đây chính máy xe này chút. Định tên nó khổ lắm rồi nè. Cũng như một cây đi. Chết bỏ rồi. Mình đợi ở đây thôi. Cũng xe thôi, ở đây thôi. Nè, khu chạy đây vậy. Ừ. Dạ, vợ đi. Đó, sửa xe đi. Sửa sao được mà sửa, chưa có metal working mà. Chết mệt rồi. Alex chết cũng chưa luôn. Yeah, thì base ở đây luôn, base ở cái nhà. Quay ở đây rồi xung quanh toàn là cây cối và cây. Ờ thì cây cối còn đỡ hơn mà mày dông. Cây cối nó không an toàn hay không? Dọc em đi tới đó kìa.
nhìn chừng coi xe có đông không? Không, có chừng đó thôi. Với lại ở xe có hai con nữa thôi. Base ở đây rồi lúc cái thành phố này là sửa xe từ từ thôi. Có hồ á, ở xa xa có nhà nước kìa. Hello, muốn làm gì cho ông đây nữa?